Chào mừng quý khán giả đang đến với chương trình Nhịp cầu du học. Quý vị thân mến, trong chương trình kỳ trước chúng ta cũng đã tìm hiểu về du học tại nước Pháp xinh đẹp. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cách hòa nhập cũng như là môi trường sống của các bạn du học sinh tại Pháp. Với sự đồng hành của khách mời chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu chị Nguyễn Ngọc Hân, Giám đốc Văn phòng Du học Pháp Campus France tại thành phố Hồ Chí Minh. Chào quý vị khán giả. Tiếp tục với chương trình kỳ trước thì ngày hôm nay chị có thể chia sẻ là cuộc sống cũng như là môi trường học tập ở Pháp có nhiều khác biệt so với khi các bạn học ở Việt Nam không ạ? Phần lớn ở Việt Nam thì các bạn sẽ ở chung với là bố mẹ, với gia đình. Bây giờ bỗng dưng đi qua nước ngoài thì các bạn ở một mình chẳng hạn, thì cái việc mà ở một mình nó không đơn giản đâu. Nhất là ở cái độ tuổi đó, người ta sẽ cảm thấy rất là cô đơn, người ta các bạn cũng được bố mẹ chăm sóc rất là kỹ. Chẳng hạn như bạn thì mình biết ở nhà chắc cũng không bao giờ làm bếp nấu cơm gì đâu. Đó, nhưng mà qua đó thì các bạn sẽ tự làm hết. Thì nhưng mà cái việc mà làm việc này nó thích nghi cái cuộc sống đó, cái đó mình nghĩ không có quá khó. Tại cái phần đó thì nó chỉ là một cái thích ứng trong một cái kỹ năng sống bình thường thôi. Khác biệt khác như là trong vấn đề học tập thì cái này nó sẽ khó khăn hơn. Mình nhớ mãi là đến vô đại học thôi thì mình đã có một chút sốc về cái phương pháp học ở trong trường đại học rồi. Tại vì học ở Việt Nam mà cấp 3, cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì thường các bạn sẽ thấy là ở trên bảng thầy cô viết hết cho mình, đọc hết cho mình, ghi một la mã, hai la mã, ABCD, đúng không? Vô đến trường đại học là gì? Thầy cô họ cứ nói, họ nói liên tục gì đó. Mình tự về, mình tóm tắt, mình tự ghi lại, không có ai tóm tắt lại cho mình hết. Từ nhỏ lớn các bạn ở Việt Nam, các bạn học, phần lớn các bạn sẽ học là bằng tiếng Việt. Bỗng dưng tới 18 tuổi các bạn qua học một cái chương trình học bằng hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Mình nghĩ cái cú sốc này nó rất là kinh khủng. Đó. Thì ngoài ra những cái cú sốc văn hóa khác là như là chẳng hạn như về ẩm thực đi. Thì mặc dù ẩm thực Pháp là một nền ẩm thực rất là nổi tiếng, cá nhân tôi là rất thích đồ ăn Pháp. Nhưng mà với rất nhiều bạn khác nhau thì tôi đã quan sát thấy một cái hiện tượng là các bạn bị nhớ đồ ăn Việt Nam. Và các bạn, cái điều đó đã ảnh hưởng rất là lớn đến cái chất lượng cuộc sống của các bạn. Khác biệt về ẩm thực, về cách học tập, ngôn ngữ, với những khác biệt đó, vậy thì các bạn làm sao để có thể hòa nhập và học ở nước Pháp? Chuyện đầu tiên mình đã nhắc lại rất nhiều lần và mình sẽ luôn luôn nhắc lại với lại các bạn học sinh sinh viên, đó là các bạn cần phải trau dồi về kỹ năng ngoại ngữ của mình. Mình chỉ nói một chuyện đơn giản thôi, nếu các bạn đến trường, các bạn nghe thầy cô mà các bạn không hiểu là các bạn hoảng loạn lên rồi. Thì trau dồi bằng cách nào? Trau dồi không chỉ là cái chuyện mình đi học, mà mình phải tìm cách ứng dụng nó ngay cả trong ở Việt Nam. Ví dụ mình phải mở tivi lên mình xem, cái này phương pháp đơn giản nhất. Có một cái kênh tiếng Pháp là TV 5 Monde, TV5 á. Thì cái kênh này các bạn thậm chí nó có phụ đề bằng tiếng Anh. Hồi xưa mình nhớ có phụ đề tiếng Việt nữa. Thì các bạn, nhiều khi các bạn cứ việc mở cái tivi ở đó, mình không có bắt buộc phải xem, mình đi vô rửa chén, làm bếp hay gì đó, mình cứ mở tivi đó. Thì cái âm thanh, cái tiếng đó nó sẽ đi vào trong đầu bạn một cách vô thức, để bạn làm quen một cách dễ chịu và nó không có quá mệt mỏi. Rồi chẳng hạn các bạn có thể tìm đến những cái hội nhóm mà liên quan tới các bạn sinh viên quốc tế ở Việt Nam. Hiện giờ có rất là nhiều sinh viên Pháp đến trao đổi ở Việt Nam. Thì như vậy mình cũng trau dồi ngoại ngữ cho mình. Phần lớn các bạn học một thời gian thì thường các bạn sẽ bắt đầu phát hiện ra chuyện là tôi không thích học cái đó nữa, hay tôi thấy nó không hợp với tôi, tôi quyết định muốn học cái khác, hay là tôi cũng chưa biết học cái gì nữa. Đó thì đó, cái chuyện nó rất là rắc rối. Thì ngay khi các bạn trước khi du học, các bạn phải tìm hiểu rất là kỹ là mình muốn cái gì, mình thích cái gì, mình giỏi cái gì, mình dở cái gì. Và muốn làm được chuyện đó đó thì các bạn nghe nó có vẻ đơn giản nhưng mà thật ra không có đơn giản chút xíu nào hết. Đó là các bạn phải có một cái sự quan sát đối với thế giới xung quanh của mình. Các bạn cần phải tìm hiểu với mọi người. Thì có một cái cách mà tôi thấy một người bạn của tôi hồi xưa, bạn đó làm rất là hay.
Đó là cái anh đó, năm ảnh 18 tuổi, ảnh đã làm một cái cuộc khảo sát nhỏ nhỏ với những người thân quen xung quanh thôi. Đó là hỏi là bác làm nghề gì, bác kiếm được bao nhiêu tiền, hàng ngày bác làm việc gì, bác có thích công việc đó hay không, mà tại sao bác thích hay tại sao bác không thích. Rồi để làm được cái công việc đó, cái nghề đó đó, thì bác phải học cái gì để ra được làm được cái đó. Yeah. Rồi con có thể đến con coi bác làm như thế nào hay không. Nếu mình đợi đến khi mình du học á, thì mình hơi muộn. Trong khi cái cách mà tiếp cận tìm hiểu đó, ngay khi mình còn thời gian mình ở Việt Nam á, thì nó dễ hơn cho mình. Mình có mối quan hệ, mình có ngôn ngữ, thì mình có thể làm được tốt hơn. Và một điều nữa mà chắc chắn là các bạn học sinh rất là quan tâm, đó chính là chi phí để mà có thể du học tại Pháp. Một năm là trung bình khoảng bao nhiêu hả chị ạ? Du học Pháp so với những cái nước phát triển khác thì chi phí du học là tương đối rẻ. Khi mình nói đến chi phí du học, nó sẽ có hai cái phần chi phí chính. Đầu tiên nó có phần học phí và thứ hai là phần chi phí sinh hoạt. Thì đối với phần học phí thì tùy vào bạn quyết định học theo hệ thống công lập hay là hệ thống tư thục. Nếu đối với bạn học hệ thống công lập thì bạn sẽ phải dự tính đối với hệ đại học là khoảng 2.770 euro một năm. Nếu bạn học ở hệ cao học master thì bạn phải dự tính là 3.770 euro một năm. Đồng thời bạn đóng thêm một cái chi phí đó gọi là phí học đường CVET là 91 euro một năm. Nếu bạn theo học hệ tư thục thì cái chi phí này nó vô chừng hơn, bởi vì nó học phí được quyết định bởi trường, nhà trường sẽ quyết định là họ được mức học phí bao nhiêu. Trung bình thì ở hệ cử nhân nó học phí nó có thể lên tới 10.000 euro một năm, và ở hệ thạc sĩ thì họ có thể lên tới là khoảng 20.000 euro một năm. Chi phí thứ hai quan trọng trong cái vấn đề du học bạn cần phải quan tâm đó là sinh hoạt phí. Thì sinh hoạt phí tại Pháp một năm bạn cần phải dự tính khoảng từ 7.000 cho đến 10.000 euro một năm. Thì sinh hoạt phí nó bao gồm những cái chi phí gì? Bạn sẽ thấy là nó có chi phí nhà ở. Chi phí nhà ở thì nó chiếm khoảng từ 200 cho tới 900 euro một tháng. Tuy nhiên là đối với các bạn sinh viên, các bạn có thể nhận được một cái trợ cấp tiền thuê nhà, nó từ một cái quỹ trợ cấp tên là CAF, C-A-F. Thì cái quỹ này nó cho phép các bạn được trợ cấp tiền thuê nhà cho tới 40% tiền thuê nhà hàng tháng. Và đó là một cái trợ cấp rất là đáng kể. Tiền trợ thì nó khoảng 250 euro một tháng, 200 đến 250, hoặc là 300 tùy là bạn quyết định là bạn ăn ở nhà nhiều hay là bạn đi ăn nhà hàng nhiều. Đó. Về bảo hiểm xã hội đi, thì bảo hiểm xã hội tại Pháp là miễn phí cho các sinh viên. Có thêm một phần bảo hiểm gọi là bảo hiểm bổ sung. Bảo hiểm bổ sung thì không bắt buộc, tuy nhiên chúng tôi rất là khuyến khích các bạn học sinh sinh viên sẽ mua cái bảo hiểm bổ sung này, bởi vì nó không có đáng bao nhiêu tiền hết. Nó chỉ khoảng 15 cho tới 25 euro một tháng mà thôi. Thì cái số tiền đó không bao nhiêu, nhưng mà nó sẽ giúp cho bạn chi trả, nó sẽ bảo đảm bạn không phải trả tiền nữa, nếu thêm chi phí nữa, nếu như lỡ có bệnh tật hay tai nạn gì xảy ra. Di chuyển bằng phương tiện công cộng bạn có thể tính là từ 10 cho tới 50 euro một tháng, tùy là bạn ở gần hay ở xa trường. Cần phải biết là đối với sinh viên tại Pháp, các bạn được hưởng những ưu đãi giảm giá 50% trên vé tàu khi các bạn di chuyển. Thành ra thực ra đó là một cái ưu đãi rất là lớn rồi. Nếu các bạn thích đi ăn ở ngoài thì có một cái hệ thống nhà hàng dành cho sinh viên, nó gọi là Restaurant Université, Restaurant hay gọi tắt là vậy, tức là nhà hàng mà dành cho sinh viên, chỉ có sinh viên có thẻ sinh viên mới được vô mà thôi. Đó, thì cái giá ăn ở trong đó một phần nó rất là ưu đãi, nó chỉ có 3,3 euro một phần ăn mà thôi. Là không bao nhiêu hết, mà là một bữa ăn rất là đầy đủ, rất là, mình có thể nói là ngon á. Cái điểm thú vị của cái nhà ăn này là gì? Nó cho phép các bạn sinh viên có một cái địa điểm để mà gặp gỡ nhau, chỉ toàn sinh viên thôi mà rất là nhiều sinh viên quốc tế ở đó. So, alors ici on est dans une résidence étudiante, renseignez-vous bien avant d'arriver en France auprès de votre établissement et auprès du CROUS pour qu'il vous aide à trouver un logement. Et d'ailleurs, Hami va pouvoir nous montrer sa chambre aujourd'hui. My home is home. I only have to pay 270 per month, not including the housing assistant. Okay. And with the housing assistant, so, I just have to pay 170
per month. You are in the middle of Lyon and yeah. It's really cheap. Après les études, on a des démarches à faire pour obtenir un APS. L'APS, c'est l'autorisation provisoire de séjour qui te permet, après ta sortie de l'école, de rester en France pendant un an pour trouver le travail qui correspond à ton parcours. Bonjour. Voilà donc le cabinet VNT Architecte. Alors j'ai commencé la première année à l'école d'architecture de Ho Chi Minh Ville et puis j'ai obtenu une bourse d'accueil de la part de l'ambassade de France au Vietnam. Et après j'ai refait le premier cycle à l'école d'architecture de Toulouse. Et après le deuxième et le troisième cycle à Paris, l'école d'architecture nationale supérieure Paris-Malaquais. À la fin de mes études, j'ai commencé un stage au sein d'un cabinet parisien. Ce qui m'a permis d'être intégré dans ce cabinet en tant que chef de projet après l'obtention de mon diplôme en 2005 avec mention très bien. Bienvenue en France. Bienvenue en France. Bienvenue en France. Welcome to France. Chào mừng đến nước Pháp. Chính phủ Pháp cũng như là các trường đại học ở Pháp có những chính sách học bổng nào cho các bạn du học sinh tại Việt Nam? Về học bổng thì hiện nay có hai cái học bổng rất là nổi tiếng về phía chính phủ Pháp dành cho sinh viên Việt Nam mà chúng ta sẽ thấy là nó được truyền thông rất là rộng rãi tại Việt Nam. Thứ nhất là học bổng Excellence của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, chủ yếu là dành cho các bạn sinh viên theo học ở bậc thạc sĩ mà năm thứ hai của thạc sĩ Master 2 hoặc là theo học ở bậc tiến sĩ Doctorat. Và nó được dành cho bốn cái lĩnh vực ưu tiên. Bốn lĩnh vực ưu tiên đó là khoa học cơ bản, kỹ sư, kinh tế quản lý và luật. Học bổng thứ hai mà tôi muốn nhắc đến đó là học bổng EFFEN của chính phủ Pháp. Thì học bổng EFFEN thì họ cũng dành cho trình độ Master và trình độ tiến sĩ Doctorat. Thì đặc điểm của cái học bổng này đó là nó có một cái giới hạn tuổi, tức là trình độ Master, thạc sĩ thì sẽ giới hạn tuổi cho ứng viên là dưới 30 tuổi, và đối với tiến sĩ thì tối đa chỉ được là 35 tuổi mà thôi. Ngoài ra thì cái học bổng này có một cái quy trình ứng tuyển hơi đặc biệt so với những cái loại học bổng khác. Tôi cũng muốn lưu ý đó là các bạn sinh viên sẽ không có nộp hồ sơ xin học bổng của mình trực tiếp cho cái nơi xét học bổng, mà các bạn cần phải nộp hồ sơ ứng tuyển của mình cho cái trường mà bạn muốn học. Sau đó trường xem xét hồ sơ của bạn, cảm thấy là bạn xứng đáng để nhận bạn vào học rồi, và trường cảm thấy là bạn ok, giỏi, trường sẽ ứng cử bạn đối với quỹ học bổng. Họ sẽ đề cử cái hồ sơ của bạn để xin học bổng cho bạn. Ngoài ra thì các bạn nên biết là có rất nhiều các loại học bổng khác nhau nữa tại Pháp dành cho học sinh sinh viên. Thì đầu tiên là mình phải xác định các loại nguồn có học bổng. Thì mình có thể thấy là học bổng đó đến từ chính phủ, học bổng đến từ các tổ chức quốc tế, học bổng từ các trường đại học, học bổng đến từ các quỹ của doanh nghiệp, họ cũng cho tiền cho sinh viên nữa, học bổng đến từ chính quyền địa phương tại Pháp. Hiện nay Campus France có một cái công cụ tìm kiếm học bổng ở trên mạng. Các bạn có thể lên trang web của Campus France và thấy cái công cụ này, nó gọi là Campus Books. Thì khi mà chúng ta đắm vô Việt Nam đi, thì dành cho sinh viên Việt Nam thì chúng ta có thể thấy trong cái portfolio của Campus Books nó có hơn 200 chương trình học bổng rồi. Đó. Có những cái cách tìm học bổng khác mà các bạn có thể tìm, đó là thông qua thầy cô của mình, bạn bè, gia đình luôn, nhưng mà đặc biệt là thầy cô. Vì sao tôi nói đến thầy cô? Bởi vì thầy cô, nhất là trong trường đại học á, là những người thường làm việc trong cái mạng lưới học thuật, mạng lưới nghiên cứu, và họ sẽ có những trao đổi rất là nhiều với lại các thầy cô ở những trường đại học quốc tế khác, và do đó họ cũng biết được những cái nguồn học bổng khác nhau rất là nhiều. Và trong cái thực tế thì tôi đã nhận được rất là nhiều hồ sơ sinh viên các bạn đạt được học bổng nhờ vào cái cách đó. Còn hiện nay thì Viện Pháp đã có những chương trình nào để kết nối học sinh Việt Nam với các trường tại Pháp thưa chị Hân? Campus France thì là một cơ quan phụ trách về vấn đề du học của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Campus France là nơi sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh sinh viên để xây dựng kế hoạch du học của các bạn từ khi bắt đầu cho đến khi các bạn xin visa. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Ngọc Hân ngày hôm nay đã giúp cho quý vị khán giả, đặc biệt là quý vị phụ huynh và các em học sinh hiểu thêm rất là nhiều về du học tại đất nước Pháp xinh đẹp. Và đến đây thưa quý vị, chương trình kỳ này xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau với những đề tài cũng rất hấp dẫn.